Sắp hàng nhiệt độ điện xin chào các bác. Em lên sóng phục vụ các bác tiếp một chiếc chảo nướng rán của Nhật nội địa hãng Tiger. Chiếc chảo này thì các bác vừa nướng vừa rán phục vụ bữa cơm hàng ngày, rán đậu, rán cá, rán thịt, chiên xào được hết. Chứ không việc gì cứ gì mình phải ăn mỗi đồ nướng không đâu ạ. Hàng ngày các bác có thể dùng nướng rán đầy đủ nhé. Cái chiếc chảo này thì về cái kích thước của nó là 40, chiều ngang này 40 và chiều này là 35. Đấy, một lắp đậy nhé. Lắp đậy thì đa số trước nào về cũng bị móp vì các bác nhé, vì nó nhôm rất mỏng, chứ là bên em đều phải nắn lại. Đấy, các bác nhận hàng thì các bác cũng thông cảm, đều móp các bác nhé. Đấy, riêng cái lắp rất là mỏng, nhôm mỏng dính. Cái chảo này thì có hai khay, một cái khay nướng trứng. Người Nhật họ mê cái món trứng nướng cho nên là họ làm cái khay nướng trứng này. Đấy. Cái khay này ngoài nướng trứng ra thì các bác cũng có thể nướng tôm cá được hết. Tôm cua cá mình nướng ở đây vẫn ok, không vấn đề gì cả. Đấy. Tiếp theo đây là một cái khay nướng thịt. Ở cái khay này thì đây các bác này, xem cái khay này của nó bằng nhôm đúc nhá, rất là dày luôn này. Dày cộp luôn, nặng phải mấy cân đấy ạ. Đấy, chứ không phải là bằng nhôm dập đâu, chúng dính cực tốt luôn. Đây, cái khay này các bác này rất là dày nặng nhá, chắc phải rơi tầm 2-3 cân. Em cái cảm nhận của em không rõ là mấy cân nhưng mà nó rất là nặng, toàn bộ nhôm đúc nguyên khối. Đấy, chứ không phải là hàng dập nhôm mỏng như các cái đồ của Trung Quốc với Việt Nam đâu. Đấy, đặc biệt là cái chống dính của nó thì siêu tốt rồi. Chống dính của Nhật thì các bác nào dùng cái nồi cơm Nhật các bác biết đấy, gần như là. Về phần chảo này các bác nhé, thì các bác ngoài các bác ăn đồ nướng này thì hàng ngày các bác có thể mang ra rán đậu, rán cá, rán thịt, chiên thịt, mọi thứ đầy đủ luôn. Cái này nó rất là dày cho nên là cái nhiệt của nó giữ tốt, nhiệt giữ tốt thì khi mình rán đậu hay cá nó rất là vàng, nó không bị hiện tượng cháy như các cái chảo mỏng khác. Vì các bác tưởng tượng là một cái miếng nhôm nguyên khối này, đấy, nó như các bác nấu bằng các cái nồi cơm bằng nồi gang đấy. Các bác thấy là cái cơm nó chín rất là dẻo đấy. Chứ không ai đi nấu cơm bằng cái xong nhôm mỏng cả, thì cái này các bác tưởng tượng là nó rất là tốt như vậy. Riêng hàng Nhật thì cái này chất lượng của nó rất là tốt, dày dặn. Chứ không phải là hàng ngày mình ăn mỗi cái đồ nướng mình mới dùng đâu, mà như nhà em dùng là hàng ngày là mang ra rán cá, rán thịt, chiên xào thoải mái luôn. Vì cái chất lượng chống dính của nó rất là tốt, rán cực thích luôn. Đấy, các bác là dùng cái nồi cơm Nhật nội địa thì các bác biết đấy, cái chống dính của nó quá đỉnh luôn ạ. Chống dính của nó là đỉnh cao luôn, về gần như là nấu xong thì không bao giờ phải lo về cái rửa xong nồi. Cái chiếc nồi này thì em bán là 1,5 triệu nhé các bác nhé. Chiếc chảo này bán 1,5 triệu. Đấy, đây còn một chảo nướng này. Hai gồm hai chảo, một lóc, một cái bộ điều chỉnh này, dây Nhật các bác mềm, kể cả trời lạnh này nhưng mà rất là mềm, không bị cứng. Đấy, em đang bật vừa bật này, cái mức chỉnh độ 250 rồi, 200 độ này, các điều chỉnh này. Cái này các bác dùng cho em, nó điện 100V, các bác dùng cho em một cái biến áp mà khoảng 1,5 là ok nhé. Công suất của nó chỉ hơn 1,000 thôi. Để em sẽ, để vừa bật ấm ấm rồi đấy ạ. Đổ nước vào để test cho các bác luôn. Người thật việc thật luôn. Đấy. Chảo hoạt động tốt, ok, ngon lành. Để các bác có nhu cầu mua, các bác nhìn cái chống dính của nó các bác thấy này. Thấy chưa? Yeah. Nước cũng không dính nhá. Yeah. Đấy, chống dính rất tốt luôn. Yeah. Nói chung là nói về đồ Nhật thì chẳng phải nghĩ rồi. Bản thân những cái chảo này khi nó mới thì nó rất là đắt, không hề rẻ tí nào. Chứ là hàng bãi bây giờ về Việt Nam mình dùng còn chán. Để học được các cái chảo này thì em nghĩ là muôn đời, vì nó chả có cái gì ngoài cái dây máy so. Quan trọng là các bác không cắm nhầm điện thì nó chẳng có gì để hỏng. Nó quá bền luôn. Các bác nào có nhu cầu mua cái chảo nướng, rán, chiên xào, hàng ngày nấu ăn luôn, rất là tiện. Cái chống dính của nó, nói chung là dùng các cái đồ Nhật này rồi thì
không muốn dùng sang các đồ khác nữa vì cái chống dính của Nhật nó quá tốt. Rán đậu riêng thì quá sướng luôn ạ. Không bao giờ phải nghĩ về cái chất lượng. Em bán 1,5 triệu các bạn nhé, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn đâu. Đổi nguồn thì bây giờ lên giá 500.000 một chiếc đổi nguồn 500W, à 1.500W của Liwa nhé. 1.500W của Liwa giờ lên giá 500 rồi, không còn giá 450 nữa đâu ạ, nhập đắt rồi. Đúng là Nhật làm cái gì cũng tốt thật. Các bạn thấy bắt đầu thấy nước bốc lên rồi chưa ạ? Chảo hoạt động tốt các bạn nhé. Ôi, nóng bỏng rồi. Đồ Nhật nó làm thì nó cái công suất của nó làm rất vừa phải, không bao giờ nó làm dạng 2.000W ở những cái điện 100V này đâu ạ. Nó chỉ có tối đa 1.400W thôi. Cho nên là các bác dùng yên tâm, cái này nó giữ nhiệt tốt. Đấy, đường dán nó giữ nhiệt tốt cho nên là cái tiện điện tiêu thụ rất là ít. Đấy, như vậy. Đấy. Tốn điện hay không thì nó ở cái lượng điện, ở cái phần chảo này. Nó có giữ nhiệt tốt hay không để mình dùng. Đấy. Khi nó giữ nhiệt tốt rồi thì các bác ngắt. Dưa le của nó thì nó vẫn có thể cho các bác dán được, nhưng mấy cái chảo mỏng thì nó không giữ được nhiệt. Luôn luôn cần phải nhiệt bổ sung. Đây các bạn nhé, chợ chảo đã nóng hoạt động ok nhé, giá 1,5 triệu chưa phí vận chuyển. Các bạn nào giấy thì các bạn liên hệ nhé. Chào các bạn.